giải cách ỷ 12 Syria mở rộng toàn quốc câu lạc bộ văn toàn Vĩnh Long. Trận chung kết chúng tôi trân trọng giới thiệu cầu thủ Minh Quân đến từ câu lạc bộ Bình Minh và cầu thủ Minh Đông đến từ câu lạc bộ số 1. Điều kiện trận đấu: trọng tài Quy Phạm. Trận đấu bắt đầu. Một. Hả? Có một điều là wifi ở đây là rất kém nha các bạn. Đó là một điều đáng tiếc các bạn. Hai. Ba. Vào. Ba. Vào. Bốn. Ở trận tứ kết và bán kết thì Minh Đông đã thường bắt nhịp ở trận đấu chậm hơn. Và bây giờ trận chung kết thì ngược lại, Minh Đông đã giành được quyền thi đấu và đánh trước các bạn. Wifi đây hơi bị kém các bạn, nó chuyên lắc liên tục. 6. Và hiện tại thì câu lạc bộ vẫn rất còn đông người coi, đang coi. 7. Vào. 8. Trong. Trận đấu chung kết diễn ra 250 điểm. 9. Và ngoài. 10. Mười một. Mười hai. Điều đáng mừng là có thể nói đã Minh Quân là người thứ hai. 12. Là cầu thủ Việt Nam chúng ta có thể giành chiến thắng trước Xavier, một ngôi sao. 13. Vào. Rất là khó. 14. Mười bốn. Mười lăm. Mười lăm. Cú kéo một băng của Minh Đông. 16. Vào. 17. Vào. 18. Trong. Lần đối kháng cách 712. 19. Gặp nhau ở trận chung kết các bạn. Cách 712 chung kết giải câu lạc bộ 68 19. Ở đó thì vào.
Minh Quân đã thắng Minh Đông. 20. Đó là năm 2019 các bạn. Và lần này 21. Chúng ta thấy sau 4 năm thì các cầu thủ vào chúng ta đã đánh khá tiến bộ rất nhiều. 22. Trong. 23. Vào neo, vào ô. 23. 24. Khi được thi đấu cùng với Xavier, đánh với Xavier, nhìn 24 vào neo. Cầu thủ Việt Nam chúng ta cũng đã học hỏi. Vào ô. 24. Cũng xin cảm ơn Xavier và cảm ơn Thịnh Ken, người đã nhắc 25. Người đã mời được Xavier về đây đầu tiên. Trong neo, trong ô. 26. Đỏ ngoài. 26. Hy vọng thì thời gian sắp tới sẽ có thêm những cầu thủ châu Âu sẽ có thể ghé thăm Việt Nam. 27. 28. Serie xuất sắc tại giải lần này đang là Xavier đang tạm giữ với số điểm là 125. Tiếp theo đó là Minh Đông 124 các bạn. 29. 30. Một cú đá khá may mắn cho Minh Đông. 30. Vào neo. Chủ rùa lại xuất hiện các bạn. Tuy nhiên hình đó 31. Minh Đông biết đá chắc. Một cú bích kê chết nạn. Và trái kia nó bục đá rồi. 32. 33. 34. Nói Thịnh Ken sẽ dự định sẽ mời Raymond Sweat, một tay cơ trẻ đang ở thời đang ở đỉnh cao của bùng cát châu Âu. 35. Vào. 35. 36. Trong. 36. 37. Ta phải nói tổ chức một giải tỉnh nó rất hấp dẫn các bạn. Phải nói là vậy. Tuy xa cực nhưng mà ở đây khán giả rất nhiệt tình dễ thương các bạn. 38. 39. 39. 40. Chào Vui Vui TV. 40. Trong. Mọi khán giả đều nhớ tới em. 41. Đồng giải 3 là 4 triệu các bạn. Vào. 41. Giải series là một cây cơ do Vũ Long Xuyên tài trợ. 42. 43. Vào.
44. Trong. Bốn mươi lăm. Bốn mươi sáu vào. Đồng color đánh nhanh, rất là đẹp mắt, cái nhịp đánh rất là coi rất thích. 46 vào. Bốn mươi bảy. Bốn mươi bảy. À, chào em Đức Tài Phú Yên nha. Vào neo. Nào em vô đây Đức Tài. Thứ năm này anh sẽ bốc thăm giải 48. MIK giải mid các bạn. Championship cách 712 tổ chức tại câu lạc bộ Bà Chiểu. Anh cũng rất hy vọng là các anh em cọp miền Trung rồi 49 dự đông đông cho vui. 50. À, phải nói Minh Đông có một cú bích kê chết nạn rất độc đáo các bạn. Gửi trái ca ve vừa đúng lực vừa đúng lực, rất đẹp mắt. Các bạn hãy để ý 51. Các bạn để ý những cú bích kê của Minh Đông. 52. 53. 53 hạ. 54 trong. 55 giải MIK giải được tổ chức tour 1 tại câu lạc bộ 55 số 148 Vũ Tùng, phường 2 Bình Thạnh. 56 sẽ gồm có 4 tour. Tour đầu sẽ tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh, câu lạc bộ Bà Chiểu. 56 giải được đánh trên bàn mít các bạn, Hàn Quốc, nhập Hàn Quốc. 57 đánh trên bỉ đai bi bi đai mình của Hàn Quốc luôn. Hy vọng là một cầu thủ trên toàn quốc có thể tham gia hưởng ứng. 58 vào. À, ok Đức Tài. Thứ năm mình lên 59 câu lạc bộ Bà Chiểu gặp nhau luôn nha. Vào. 60. 61. 62. 62. 63. 64. 65. Mình đồng đang khai thác ở cái đường lại 66. Những cú thả và sổ lỗ và đảo mặt đàn né ngồi ngoài khống chế hai trái bi 66 ở đường này ở giữa bằng ngang 67 68 vào. 69 đỏ ngoài. 70 vào neo. 71 hạ vào neo. 72 trong neo. 73 73
74. Bảy mươi lăm. Bảy mươi sáu. Vào. Bảy mươi sáu. Bảy mươi bảy. Bảy mươi tám. Bảy mươi chín. Như vậy thì trái vàng là vào lỗ và mình đồng sẽ 79 bích kê cho bạn một cái bích kê. Tám mươi. Tám mươi điểm cho mình đồng. Vào. 81. 82. 83. Vì cái giải này các bạn có 54 người tham gia các bạn, và chỉ đánh 84 mình dự kiến là khoảng 40 người tham gia các bạn, tuy nhiên thì vào neo và ô lớn 84 hoàn toàn tham gia hầu như đông đủ rồi, chỉ thiếu mỗi Thịnh Ken và Thành Trúc thôi, các cặp clip cách. Tám mươi lăm. Tám mươi sáu. Tám mươi sáu. Tám mươi bảy. Chưa rồi đấy, để ép đỏ về cho gần sát với cái bàn hơn. Như vậy chúng ta thấy một góc bi hơi nặng, một cú thả không được rồi. Có lẽ một cú cúp mặt, một cú đề mi, cú lê cúp mặt. Đồng là cúp để gài. 88. 88. Vũ cá bây giờ không tham dự gì giải 89 lít canh nữa các bạn. Vũ cá có thể là có ý định chuyển qua ba bằng rồi. Vào 89. 90. 90 điểm. 91. Đánh mém dự ở khoảng cách rất xa mà ông Đồng thực hiện cú kéo rất 91. 92. Đâu các bạn, quá trình đánh thế nào cũng ra hình khó và các cầu thủ thì có thể gỡ được đi đưa bình thường thì có thể không. 92. 93. 2. Chúng ta thấy Minh Đông là thực hiện rủ bích kê 94 các bạn. Quá đẹp quá. Các khán giả ngoài đã vỗ tay. 94. Vào.
sự nhập cuộc rất là tốt của Minh Đồng. 95 trong. Chín mươi sáu. Chín mươi sáu. Và series bây giờ là 125 điểm do Serbia tạm giữ các bạn. 97 U hồn. 97 ở chung kết có ghi trên màn hình các bạn, 250 điểm nha. Cú đánh ngày một bằng up về, thiếu rồi, phạm dày quá, quá đáng tiếc cho Minh Đồng. Tuy nhiên thì vẫn còn cơ hội ở được cơ sau để phá series. Chúng ta biết đánh tới giờ này các cầu thủ khá mệt. Từ ngày hôm nay đánh từ 16, tất nhiên là đánh trận chung kết này là trận thứ tư trong ngày hôm nay rồi các bạn. Thứ tư, tổng cộng là đánh xong trận này là mỗi cầu thủ đánh 850 điểm cách 712, rất là cực. Cô đánh tứ băng các bạn, hơi bị mỏng rồi, hơi bị mỏng. Một vào. Thời gian gần đây thì nhận thấy phong trào cát của miền Trung Tây Nguyên có lẽ là phát triển mạnh các bạn, triển mạnh nhất trong cả nước, hầu như tuần nào cũng thấy giải cát. Hai trong. Trong 200. Cảm ơn Nguyễn Cảnh nhắc nhở anh nha. Ba. Vậy thì Minh Đồng phải buộc xô cái vàng ra khỏi ô các bạn. Đồng đang kiếm cách coi có thể đứng đỏ gài hay không, hay là cú nhấp nổ bị khó chịu. Cú đánh một bằng, cú nhấp nổ bố ghê các bạn ơi, quá dữ. Tuy nhiên cái chúng vẫn chưa đẹp các bạn, hình này vẫn chưa đẹp, đỏ nó nhỏ quá, làm sát dầu. Năm. Vậy thì Minh Đồng quyết định đánh một băng mạnh để đẩy đỏ qua dầu phía bên kia và vàng luôn, nó đã về bên kia rồi. Tuy nhiên năm, chúng ta lại thấy mình đi không mấy gì may mắn, mình đi thẳng xử lý hai băng này được không? Sáu. Tốt các bạn, cú xử lý hai bằng buộc phải đánh mạnh và dày, cú đó nặng không thả được. Sáu. Bảy. Tám. Như vậy ở một hành vi rất là lộng trọng thì Minh Đồng quyết định đánh mạnh để cho cây dè đi hai lực. Tuy nhiên có một sự qua quẹt nhỏ thì vàng nó chạy về không đủ lực. Minh
mà ra hình vẫn ngon các bạn. Chín. Mười. Vào. Mười. Ở đây vào. Mười một. Một cú đẩy trong đưa mi gì bạn, cho vàng tưng ra để xử lý cái phía sau cho nó dễ. 12. Trong mùng cát 712 thì hạn chế việc gom vô dậu nha các bạn, vì cái ô nó rất lớn. Ô nó 12 các bạn. 2 nút. Theo như bàn nhỏ thì chúng ta có thể nói chính xác là 63-2. 13. Mỗi ô có cạnh là 63 cm. Tuy nhiên để các anh em để dễ nhớ thì gọi theo như bàn lớn là 712. Vào. Nhưng mà ta nếu gọi mà chính xác thì ta phải gọi là 63-2. 14. Umase ở cự ly khá xa. 15. Vào. 16. Mười sáu. Mười bảy. Mình đồng lại nhấc cái cán nhỏng cán cơ lên các bạn, để thực hiện cú kéo hãm lực cả dè lại. Mười tám. Ba rì có gì lạ không em? Cũng may mắn vào không bị đuổi. 18. 19. Và ngoài. Vàng 19. Tuy nhiên chúng ta thấy cái góc vàng mà trắng nó xéo quá, không thể đánh một băng nhẹ vàng được. Và mình đồng sẽ kéo cành đá qua. Kéo 20. Kéo đỏ cành đá. Vào. 21. Trong. 21. Trong. 22. Đồng đã cúp mạnh cho các bạn đi vậy. 23. Cú kéo lẹ, bén lẹ các bạn. 24. 24. Là một góc chô khá đẹp mắt các bạn. Chô rất đẹp. Cái đỏ sẽ đi hai bằng vậy. 25. 25. Có đủ lực hay không đây? Vào. 26. Trong. Trong. Đồng quyết định đánh đỏ luôn. 27. 28. 29. Các bạn cũng
còn nhớ. Vào. Tại giải cách 712 Bà Chiểu vào đầu 30 trong 31 vào tháng 7 tại Bà Chiểu thì Minh Đồng ở trận bán kết đã đi 31 vào trong hai lượt cơ, và ở trận chung kết thì đánh 250 ba lượt cơ. 32 trong 33 đâm 3 vào 34 34 vào neo ngoài ô đồng rất là đẹp mắt. 34 nó nằm ngay cái đường kẻ giữa bằng ngang. 34 đúng rồi các bạn, Minh Đồng đã loại ngược dòng, phải nói là như vậy, ở hai trận tứ kết và bán kết rất là kịch tính trước tình Củ Chi và Chí Thành. Cú lăng mặt C thì sao? Không, cú này cú đánh 2. 35 vào. Các bạn thân mến, thì góc hình, góc trên màn hình các bạn 36 trong 100% nha các bạn, nó chỉ giống 80, 90 thôi. 37 vào. 37 38 trong 39 39 40 41 vào 41 42 trong 43 vào. Có gì là không em đây. 43 các bạn thấy có thể sơn được hay không, nếu mà cái đỏ nó sát bằng là rất là khó. Như vậy thì đồng sẽ thực hiện cú đờ mi mắt xê 44 quá đẹp mắt các bạn. Trong cú đờ mi mắt xê 45 Minh Đồng thì thời gian 45 vừa được vào đội tuyển thành phố một băng các bạn, thể loại một băng. 46 cho nên chúng ta thấy các cộp clip cắt của thành phố đa số mỗi ngày thường đều đánh một băng. 46 không có đánh clip cắt nhau, chỉ gần giải mới giật để đi tham dự thôi. 45 để cú thả một băng rồi. 47 như vậy thì đồng quyết định đánh đờ rét mạnh luôn. 47 48 49 vào
50. À, ngày hôm nay có lẽ là sẽ về trễ đây các bạn. Ờ, chạy từ Vĩnh Long về tới thành phố cũng khoảng 3 tiếng. 51. Vào. Năm mươi hai trong. Năm mươi ba vào. Năm mươi ba năm mươi ba có đề ba hậu vào, không có đồng biểu cơ. 54 trong. 54 55 vào. 55 56 đánh một quăng để gài đỏ trong. 57 57 58 vào. 59 vào. 60 trong. 61. Sự nhập cuộc quá tốt của mình đâu. Vào. 61 62. Chúng ta cũng hy vọng là năm SEA Games 2027 sẽ 62 vào trong SEA Games các bạn. 3 trắng và trái vàng nó cũng là trái trắng và trái vàng, cái góc này nó cũng hơi khó. À băng, à băng được gần thì cái mặt chúng nó hẹp lắm các bạn. Đồng thực hiện một cú 63 tốt các bạn, đánh coi như là bích kê. À băng quấn ngang điểm chúng dần hết ra, dần hết dần. 63 64 trái vàng nó đã bị 65 rồi, và mình đồng định kéo mỏng để bẻ trái vàng đi hai băng về. 65 vào. 66 u hộp trong. Cái góc chồi vàng đẹp rồi mà. 67 68 68 vào. 69 vào.
chúng ta hãy xem cái góc đỏ từ điểm cao. 70 vào. 71 71 của bên kề nha bạn. 72 kề đảo góc để sửa góc đỏ cho về dầu. Hiện tình thế bắt buộc phải gom về dầu. 72 vào để lấy chúng và lấy gần cái đà cơ. 73 trong. 74 vào. 75 trong. 75 trong. 76 76 ở đây là của bích kề của Minh Đồng. 77 chúng ta thấy Minh Đồng đều vào trái trắng và trái vàng chỉ vừa đủ thôi. 77 78 trong. Trong các bạn. 79 vào. 80 81 vào. 81 vào. 82 trong. Đồng đã kéo lên đỏ để đánh đỏ về mà. 83 để đánh đỏ về. Có đủ lực hay không đây? 83 84 vào. Các bạn thân mến, 84 việc vô địch một cái giải đấu 85 ra chúng các cơ thủ còn phải cần có cái duyên nữa các bạn. Vào anh có thực lực. 85 vào. 86 trong. Đôi khi một cái bì thôi thấy không thấy là đã quyết định số phận trận đấu. 87 vào. 87 vào. 88 trong. 89 89 vào. Alo. 90 và ngoài. 90 cô. 91 vào. 91 92 92
93. Hạ vào. 94. 95. 95. À, khi xong giải kết thúc giải 96. Đấu. Giải đấu tại câu lạc bộ Bà Chiểu vào tuần sau thì Minh Đông sẽ ra một kênh YouTube nha các bạn. Bạn chú ý đón xem ủng hộ. 97. 97. 98. 98 vào. 97 thì ở hình vi này thì mình đang thực hiện cú đánh A bằng. 99 trong. 99 điểm rồi. 99 trong. 100. Vào. 100. 2 vào. 3 vào. Tuy nhiên vẫn còn cứ lưu có thể massage được không ạ? 4 trong. 5 vào. Giải này thì không có Thịnh Ken tham gia, Thịnh Ken đang bên Mỹ nha các bạn. 6 Thịnh Ken thì cuối tháng này sẽ về Việt Nam. Vào. 6 7 trong. 7 trong. 8 vào. 8 9 trong. 10 vào. 10 110 các bạn. 11 trong. Trong. Ở chế bị đó 11 trong cũng không thành công đó các bạn. Ở hình vi này phải buộc phải massage cho rõ ra. 12 ra nổi rồi không. 13. 14. À, chỉ còn 11 điểm nữa. 14. Chỉ cần ngang 125 là đã lấy seri nha bạn. Không cần 125. 14. Vào. À, những 14. Thế như thế này thì mình đâu phải cần kỹ hơn tí xíu để lấy seri. Cú đánh 2 băng. 15 trong. Mình khá đẹp để đánh đỏ một băng về. 16. 116. 16
17. Giải nhất sẽ được 20 triệu đồng nữa bạn. 17. Vào. 18. Cú bịch kề quá đẹp mắt. Vào. Để nói là như vậy. 19. Chúng ta thấy cái 19 xấu. Góc đỏ nó bị xéo lên rồi. Họ đâu sẽ thực hiện cú chôn một quả. 20. Vào. 120 chỉ còn 5 20. Điểm thôi các bạn. Còn 5 điểm thôi. Chúng cái này là khả năng lấy series cao. 21. Vào. Các bạn, ở đây chỉ mới là lượt cơ thứ hai thôi. 22. Hai mươi ba. Chỉ còn 2 điểm nữa thôi các bạn. 2 điểm nữa sẽ lấy series. 23. Chỉ cần ngang 125 thôi. Và ai vô sâu hơn người đó sẽ lấy series. Cô. Ai à. Định 23. Như vậy thì hành vi này trọng tài đã xác định là con rồi. Và hành vi này có thể thực hiện cú bê đơ đỏ hay không. Tuy nhiên theo mình nghĩ là lên đề 3 là chắc ăn hình bạn. Đề 3 nó sẽ ra hình thuận để cho cái thế bi tiếp theo. Cũng vậy. Có cần lâu bi lại không? Đông đã chọn phương án đề 3. Đề 3 ra hình thuận dễ phá series các bạn. Nếu mình này quýnh chúng chưa chắc thì ra hình đẹp. 23. Quá hấp dẫn phải không các bạn? Chỉ còn 2 điểm nữa thôi. Chỉ cần ngang 125 của Xavier thôi. Sẽ lấy được cái giải series đó. 3 mình đồng đang kỹ các bạn, đang bò cờ và uống nước lại để lấy nhịp lại bạn, để lấy nhịp lại. 23 nhịp tim lại, không có hồi hộp. 3 ri có gì lạ không em? 24. Các khán giả ở ngoài đã vỗ tay khích lệ và điểm số 124 cho mình đồng. Như vậy một trái 125. 25 chính thức là mình đồng lấy series. 26 là một cây cơ do xưởng cơ của Long Xuyên tài trợ các bạn. 26. Quá ghê chưa? Ở lượt cơ đầu là 112. Và đây là lượt cơ thứ 27. Đang là 127 rồi. 27. Hai mươi tám. 28. 28. Ngoài neo. 29. Vào neo. 30. Đồng đã xỏ lỗ rồi và khống chế hai trái bì ở đường giữa rồi bạn. 31. 31 hạ. Ở hình bì này thì ở hay con gì cũng đánh đỏ hết các bạn. 32. Vào. 33 trong. 34. 35. 135.
vào có thể nói nếu mà đánh 36 trong hai lượt cơ đủ 250 thì 36 trong quá dữ các bạn. Ở châu Âu ta cũng đánh một lượt hai lượt, tuy nhiên là 37 38 138 điểm 38 Bình Đông đang xem xét cái hình bi này sẽ đánh cú bi nào đây. Trái đỏ thả một băng thì hơi nặng nha các bạn. Không được, có thể sẽ là một cú đờ rét luôn các bạn. Mình nghĩ thế. Không, một cú kẹp nách. Quá đáng tiếc các bạn. 38 có lẽ giờ đau không mà kéo rồi đấy. Hay là giúp luôn. 38 là nhiêu trời? 38 là 5 2 đấy. Như vậy thì 3 đúng không? Là số điểm đã là 236 rồi. Và Minh Quân rồi, đánh luôn các bạn. 38 235 không? Bị cũng hơi trễ rồi. À, nhiều quá cộng nổi. Bây giờ mình Quân trả lời có 15 dài dài còn nó mới đã đúng không các bạn? Lỡ trễ rồi cho trễ luôn cho đẹp. Đây một trái hai bằng. Tôi đánh hai bằng đè các bạn. Đè vậy. Và cho đỏ về. Như vậy thì Minh Quân lại đánh bị dư của hai băng rồi, khá đáng tiếc cho Minh Quân. Tuy nhiên hình bị này không dễ các bạn, không dễ. Còn đồng có lẽ là thực hiện của đánh cúp hai băng đỏ để gài hình lại. Một. Ủa sao không có âm thanh hả các bạn? Ở đây thấy tín hiệu âm thanh tốt mà. Hai. Giải đấu lần này không có đồng lượt cơ. Ba. Nhưng mà giải đấu tuần sau sẽ có đồng một lượt cơ, vì đánh số đường ngắn 120 điểm thôi. Bốn. Để. Bốn. Năm. Còn chín thôi các bạn. Vào. Sáu. Trong. 7 8 8 vào. Giải tuần sau sẽ được tổ chức tại câu lạc bộ Bà Chiểu, 148 Vũ Tùng, phường 2 Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh. 10 còn 5. Còn 5 nè bạn. Mình bấm có bị lộn rột. Còn 5. Như vậy vẫn còn nhõng nhẽo ở một cú đánh chồm. Ở tay trái thì Minh Đồng đánh thiếu luôn. Cơ hội cho Minh Quân. Một vào.
Một. Ở xa, nó hơn 20 cm. Hơn 20 cm. Cú sơn, cú mắt xê đều đã là một. Cú vua đây đón của mình vua. Hai. Trong. Trong. Hai. Trong. Ba. 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 Bốn. Năm. Sáu. Sáu. Bảy. Vào. Tám. Trong. Tám. Trong. Chín. À, các bạn nào mà chín có chơi bị già, chúng ta nên đi tham dự các giải ở dưới tỉnh, chúng ta sẽ thấy không khí giải rất hay các bạn, rất là nhiều người đến xem trực tiếp. 10. Đấu rất hay, làm tăng thêm phần phấn khích cho cơ thủ, tạo động lực cho họ đánh. 11. 12. 12. 13. 13. 14. Vào. 15. 15. Mười sáu. 17. Trong. 17. 18. Vào. 19. Trong.
20. Vào 20. 21. Trong. Hai mươi hai. Hai mươi hai. Hai mươi ba. Xin cảm ơn wow. Hải Phúc Nguyễn Vũ. Nếu mà Minh Quân có thể phá được series 138 thì Nguyễn Vũ sẽ thưởng cho Minh Quân 1 triệu đồng. Xin cảm ơn rất nhiều. Hai mươi lăm. Hai mươi lăm vào. Hai mươi sáu. Hai mươi bảy. Vào 27. 28. 28. Vào 29. Trong. 30. 30. 31. 31. 32. Vào 32. 32. Như vậy thì mình vừa còn 5 và Minh Đồng chỉ còn 5 thôi. Đỏ đang nằm một chi bi lớn thôi. Cô đánh 2 bằng. Còn 4. Vào 3. Trong. 2. Vào 2. 1. Thì ở ngoài các bạn khán giả đã vỗ tay rồi. Ở lượt cơ thứ tư. Trắng đủ. Ở lượt cơ thứ tư các bạn. Chúc mừng nhà vô địch. Đã chào người anh của mình Quân. Dành chức vô địch các bạn. Chỉ 4 lượt cơ thôi.